Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, xác nhận Quang Hải không kịp bình phục chấn thương để ra sân ở trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc tại sân vận động Suwon vào ngày 17 tháng 10. Đây là tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam. Quang Hải bị đau bắp chân sau pha va chạm với hậu vệ đối phương ở trận đấu gặp đội tuyển Uzbekistan. Anh phải rời sân ở phút 16 để nhường chỗ cho Nguyễn Hoàng Đức. Chấn thương không nặng nhưng rất khó để bình phục chỉ trong 2-3 ngày. Ngoài Quang Hải, đội tuyển Việt Nam cũng không có Nguyễn Tiến Linh trong trận đấu với Hàn Quốc. Tiền đạo này bị cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu với Trung Quốc ngày 10 tháng 10. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trận giao hữu chính thức cũng bị treo giò, giống như khi tham dự các giải đấu. Ngày 14 tháng 10, đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi để các cầu thủ có thời gian phục hồi thể lực trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào ngày mai 15 tháng 10. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusier đang đối diện không ít áp lực chấm KSI để thua liên tiếp 2 trận giao hữu trước Trung Quốc và Uzbekistan với cùng tỷ số 0-2. Kết quả thua không phải vấn đề lớn khi đội tuyển Việt Nam chạm trán các đối thủ mạnh. Điều khiến người hâm mộ lo lắng là màn trình diễn thiếu thuyết phục và không có sự gắn kết của đội tuyển Việt Nam. Khi một số trụ cột mới chỉ dần lấy lại phong độ, các cầu thủ trẻ lại chưa thể đảm đương trọng trách về chuyên môn, đội tuyển Việt Nam sa sút là điều dễ hiểu. Sau trận đấu tối 13 tháng 10, ông Chusier thẳng thắn chia sẻ, tôi hài lòng với sự đồng bộ và tập trung của cầu thủ. Tuy nhiên, tôi chưa hài lòng về các thời điểm đội có thể chuyển đổi tình huống từ không bóng sang có bóng để phản công, cũng như vài thời điểm có bóng bị sai số và để đối phương đoạt lại dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng và thay đổi mạnh mẽ lối chơi từ phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng. Do đó, bản thân mỗi cầu thủ và chính huấn luyện viên Chusier cũng cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp để tránh việc thất bại liên tiếp.